Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Taki English. Đây là chương trình học tiếng Anh lớp 5. Trong chương trình này thì cô Hương sẽ hướng dẫn các em nội dung kiến thức trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5. Và ngày hôm nay cô Hương sẽ hướng dẫn tiếp các em phần Unit 1, What's Your Address? Lesson 3, Part 2. Buổi hôm trước thì cô Hương đã hướng dẫn các em phần đầu tiên gồm có phần 1, phần 2 và phần 3 trong phần Lesson 3 của Unit 1, What's Your Address? Và ngày hôm nay cô Hương sẽ hướng dẫn tiếp các em phần số 2 bao gồm các mục số 4, số 5 và số 6 trong bài Lesson 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với bắt đầu phần đầu tiên là phần số 4 nhé. Đầu tiên trong video này thì cô Hương sẽ hướng dẫn các em phần số 4 trong Lesson 3. Phần 4 là read and tick yes and or no. Phần này là các em sẽ đọc đoạn văn này. Mình sẽ đọc cái đoạn thông tin ở đây, sau đó các em sẽ trả lời về các câu bên này. Ở đây nó sẽ có 5 câu nói. Và các em sẽ dựa vào nội dung phần bên này, các em sẽ chọn xem 5 câu này thì câu nào là đúng thì các em sẽ tích vào yes, và câu nào sai thì các em sẽ tích vào no, là chữ M ở bên này. Ok, bây giờ các em hãy đọc, các em có thể dừng lại video ở đây nhé. Các em hãy nhìn vào phần nội dung bên này, đọc hết toàn bộ nội dung bên này, sau đó các em sẽ đọc sang phần các câu ở bên này, rồi các em sẽ tích vào yes hoặc no. Đó, các em sẽ làm trước nhé, các em đọc trước và làm trước bài này, sau đó lát nữa cô sẽ hướng dẫn các em từng câu một cũng như cung cấp cho các em đáp án của bài này. Các em làm qua một lần rồi, sau đó nghe phần hướng dẫn của cô thì sẽ hiểu hơn rất là nhiều. Các em nhớ nhé, các em dừng lại video tại lúc này, sau đó mình đọc bài này, đọc phần đoạn văn này và mình trả lời cho cô 5 câu phía này. Ok. Còn bây giờ thì cô Hương sẽ hướng dẫn các em từng câu một, từng từ một về nội dung của phần này để các em hiểu hết toàn bộ đoạn văn này. Sau đó thì cô sẽ hướng dẫn các em cách để mình có thể trả lời được phần 5 câu phía bên này nhé. Ok. Đầu tiên mình sẽ cùng đến với từ đầu tiên, đó là từ leave. Từ này các em rất quen thuộc rồi đúng không? Trong bài số 1 này mình được gặp lại từ này khá là nhiều lần. Leave có nghĩa là sống. Em vừa nghe vừa nói lại theo cô một lần nữa nhé. Leave. Again. Leave. Very good. Tiếp theo mình có từ grandparents. Grandparents có nghĩa là ông bà. Các em vừa quan sát, nhìn cả miệng của cô để nói theo này. Mình cũng vừa nghe và nói theo cô luôn nhé. Cả từ này mình sẽ nói là grandparents. Grandparents. One more time. Grandparents. Very good. Tiếp theo mình có cả câu là Trung lives with his grandparents in Hà Nội. Có nghĩa là Trung thì sống cùng với ông bà ở Hà Nội. Trung lives with his grandparents in Hà Nội. Cô sẽ nói chậm, tốc độ chậm để các em có thể nghe và phải bắt chước theo. Thế nên các em có vừa nghe và vừa nói theo cô luôn nhé. Mình sẽ cùng luyện khả năng nói luôn. Trung lives. Lives là sống. Khi đi với ngôi Trung thì động từ live mình sẽ chia thêm S ở đằng sau thành lives. With là với. With. Ở từ with, phía cuối của nó có âm TH không dung, thì các em sẽ lưa lưỡi ra giữa hai hàm răng và mình đẩy âm ra ngoài như thế này. With. With. Đó. His grandparents in Hà Nội. Trung lives with his grandparents in Hà Nội. Very good. Okay, next one. Mình sẽ đến với từ tiếp theo. Mình có từ address. Address. Từ này có nghĩa là địa chỉ. Các em cứ nghe và nói theo cô nhé. Address. One more time. Address. Very good. Tiếp theo mình sẽ có từ là street. Street là đường phố. Street. Các em cứ nghe và bắt chước theo cô này. Street. À, từ này đầu tiên nó có âm S, sau đó âm TR, đây là âm STR. Street. Street, đây là cách nói của từ này. Bạn nào mà mình cảm thấy mình vẫn hơi khó một chút khi các em bắt chước theo những từ và những âm như thế này thì các em nhớ là mình sẽ học khóa phát âm chuẩn tiếng Anh trước nhé. Khi em học khóa phát âm chuẩn tiếng Anh rồi thì những từ này các em sẽ nói rất là dễ. Ok, mình sẽ cùng nghe cô nói lại từ này một lần nữa nhé. Street. One more time. Street. Very good. Tiếp theo mình sẽ có từ district. District có nghĩa là quận hay huyện. Từ này thì các em nhìn vào phần phiên âm, trọng âm của nó nhấn toàn là, vì từ này có hai âm tiết, thế nên nó sẽ có trọng âm. Và trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ mấy đây? Nó sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất, đúng rồi. Đây mình sẽ nhấn vào từ dis.
This và từ trick ở đằng sau này thì mình sẽ hạ giọng xuống tricked, tricked, district. Các em nghe lại một lần nữa nhé, district. Các em cứ vừa nghe vừa nói theo cô để mình có thể quen dần với những từ này nhé. District. One more time, district. Again, district. Very good. Và mình có cả câu là his address is 81 Trần Hưng Đạo Street, Hoàn Kiếm District, Hà Nội. Vậy là địa chỉ của anh ấy ở số 81 Trần Hưng Đạo, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. One more time. His address is 81 Trần Hưng Đạo Street, Hoàn Kiếm District, Hà Nội. Ở đây cả lớp, các em nhìn để ý nhé, mình có từ address là danh từ chỉ địa chỉ. Vậy thì địa chỉ của anh ấy mình sẽ thêm từ his ở đây. His có nghĩa là của anh ấy. His address là địa chỉ của anh ấy. Sau đây sẽ cần có động từ to be is là địa chỉ của anh ấy là 81, số 81, 81 Trần Hưng Đạo Street, Street, đường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm District, quận, District là quận, Hoàn Kiếm District là quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, à, Hà Nội. One more time, his address is 81 Trần Hưng Đạo Street, Hoàn Kiếm District, Hà Nội. Very good. Next one. Tiếp theo, mình có từ là family, là gia đình. Từ này có 3 âm tiết, family. Và trọng âm của nó rơi vào âm tiết thứ, rơi vào âm tiết thứ nhất, đúng rồi. Thế mình sẽ nhấn vào từ fam, family. One more time, family. Very good. Tiếp theo, mình có từ floor. Floor ở đây có nghĩa là tầng. Từ này ngoài nghĩa là tầng ra này, nó có thể có nghĩa hay dùng là từ sàn nhà. Tuy nhiên trong bài này thì mình sẽ dùng với nghĩa là tầng nhé. Floor. Floor. Great. Next one, mình sẽ có từ là fourth. Fourth là thứ tư. Đây là số thứ tự. Số thứ tự thứ tư, vị trí thứ tư, tầng thứ tư. Thì từ số thứ tự thứ tư mình sẽ dùng với là fourth. Ở cuối nó có âm TH không dùng, các em nhớ đưa lưỡi ra và đẩy nhé. Như thế này. Fourth. Fourth. Trong khóa phát âm chuẩn tiếng Anh, các em được hướng dẫn rất kỹ từng âm này một. Thế nên bạn nào mà chưa nói tốt được phần này hoặc là cảm thấy chưa chắc thì các em có thể học theo khóa phát âm chuẩn tiếng Anh để mình biết cách nói của từng âm tiết một trong tiếng Anh. Và khi mình nói được chuẩn từng âm một rồi, các em có thể nói được chuẩn tất cả các từ trong tiếng Anh giống như người bản xứ. Bây giờ mình sẽ cùng nghe cô Hương nói lại từ này và các em sẽ nói lại theo nhé. Fourth. Fourth. Very good. Next one. Mình sẽ có cả cụm là fourth floor, là tầng thứ tư. Fourth floor. Fourth floor. One more time. Fourth floor. Very good. Tiếp theo mình có cả cụm là ở tầng thứ tư, mình sẽ nói là on the fourth floor. One more time. On the fourth floor. Có âm TH cô vừa hướng dẫn thì các em, bạn nào đã nói được rồi thì các em nhớ bật ra nhé. On the fourth floor. Very good. Tiếp theo mình có cả câu là the family lives on the fourth floor of Hanoi Tower. Tức là gia đình thì sống ở tầng thứ tư của tòa nhà Hà Nội. The family lives on the fourth floor of Hanoi Tower. À, câu này ý nghĩa là vì Trung thì đang sống cùng với ông bà đúng không? Vậy thì Trung và ông bà của bạn ấy thì đang sống ở tầng thứ tư của tòa nhà Hà Nội. The family lives on the fourth floor of Hanoi Tower. Very good. Next one. Mình sẽ có từ là flat. Flat là căn hộ. Các em nhớ nhé. Flat là căn hộ. One more time. Flat. Good job. Mình sẽ có tiếp là tính từ to, lớn là big. Big. One more time. Big. Tiếp theo mình có từ tính từ modern. Modern là hiện đại. One more time. Modern. Great job. Next one. Mình sẽ có cả câu là their flat is big and modern. Có nghĩa là căn hộ của họ thì to và hiện đại. Their flat is big and modern. One more time. Their flat is big and modern. Great job.
next one. Tiếp theo mình có từ là view. View là tầm nhìn. Từ này, các em có thể tưởng tượng từ này là ví dụ như là khi mà các em nhìn ra cửa sổ chẳng hạn, nó sẽ có một cái quang cảnh phía bên ngoài cửa sổ. Vậy thì cái quang cảnh đó người ta sẽ dùng với từ là view, tầm nhìn. Okay, one more time. View. View. Great. Next one, mình sẽ có từ find. Find. Từ này thì các em hay gặp trong cái câu là khi người ta hỏi mình là how are you today? Mình hỏi là I'm fine, đúng không? I'm fine là tôi ổn. Tuy nhiên trong trường hợp này khi mình dịch là ổn thì nó nghe không được hay lắm, vì mình đang nói về cái tầm nhìn, cái quang cảnh phía bên ngoài của cái căn hộ đó. Thế nên mình dùng với từ fine nghĩa là ổn thì nghe nó không hay lắm. Vậy nên cô sẽ dùng dịch với nghĩa là đẹp để cho nó hợp hơn với hoàn cảnh và ngữ cảnh này. Ok, mình sẽ cùng nói lại từ đẹp là fine. Fine. Very good. Và mình có cả cụm a fine view. A fine view có nghĩa là một tầm nhìn đẹp. Fine là tính từ. Tính từ lại đứng trước danh từ. A fine view. One more time. A fine view. Great. Next one. Mình sẽ có động từ có là have. Have có nghĩa là có. One more time. Have. Và từ này là dạng nguyên thể. Còn khi các em chia với các ngôi thứ ba số ít, ví dụ như là he hay she hay là chung, là tên riêng số ít, thì các em sẽ chia động từ have thành has. Has. Các em nghe và nói theo cô nhé. Và cuối này nó là âm Z, các em sẽ nói là z. Has. Great. Next one. Mình có cả câu là it has a fine view. Nó thì có tầm nhìn đẹp. It has a fine view. One more time. It has a fine view. Great. Next one. Mình có từ là place. Place có nghĩa là nơi. Place. One more time. Place. Great. Tiếp theo mình có từ new là mới. New. Mình có cả cụm new place. New place là nơi mới. Thì đây lại tiếp tục tính từ đứng trước danh từ để bổ sung nghĩa cho danh từ, các em nhớ nhé. New place. New place. One more time. New place. Very good. Tiếp theo mình có cả câu là Chung likes the new place. Chung likes the new place. One more time. Chung likes the new place. Great. Câu này có nghĩa là Chung thì thích nơi ở mới. À, vừa rồi cô có dịch là new place, là nơi mới. Thì để phù hợp hơn với ngữ cảnh của câu này thì cô sẽ dịch cái câu là new place thành nơi ở mới. Trong tiếng Anh thì các em nhớ nhé, mình sẽ dựa vào hoàn cảnh ngữ cảnh mà để mình dịch nghĩa ở các từ. Vì một từ trong tiếng Anh thì thường nó có thể có nhiều nghĩa, tùy thuộc vào từng ngữ cảnh thì các em có thể dịch từ đó làm sao cho nó phù hợp với ngữ cảnh đó. Thì với ngữ cảnh này thì Trung mới chuyển ra, bạn ấy đến từ Đà Nẵng nhưng bạn ấy mới chuyển ra Hà Nội và sống cùng với ông bà. Vậy nên cô sẽ dịch new place thành nơi ở mới cho nó phù hợp và hay hơn. Mình sẽ cùng nói lại cả câu này nhé. Trung likes the new place. One more time. Trung likes the new place. Very good. Tiếp theo mình sẽ có từ là center. Center có nghĩa là trung tâm. One more time. Center là trung tâm. Good. Tiếp theo mình có cả cụm là city center. City center có nghĩa là trung tâm thành phố. One more time. City center. Again. City center. Very good. Và mình có từ đó là near. Có nghĩa là gần. Near. Near. Ở đây có chữ R. R các em sẽ hơi cuộn lưỡi vào. Near. Near. Great. Tiếp theo, mình có cả câu it is in the city center and near his new school. Có nghĩa là nó thì ở trung tâm thành phố và gần trường mới của anh ấy. It is in the city center and near his new school. One more time. It is in the city center and near his new school. Great. Tiếp theo mình sẽ có từ đó là từ because. Because có nghĩa là bởi vì. One more time. Because. Great. Next one mình sẽ có cả câu là Chung likes the new place because it is in the city center and near his new school.
Ok, cái này nhìn vào đây, vừa nhìn vào phần chữ ở trên này và vừa nghe cô nói nhé. Câu này có nghĩa là Trung thì thích nơi ở mới bởi vì nó ở trung tâm thành phố và gần trường mới của anh ấy. Trung likes the new place because it is in the city center and near his new school. One more time. Trung likes the new place because it is in the city center and near his new school. Very good. Tiếp theo mình sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Bây giờ các em sẽ cùng nhìn lại cả đoạn văn này về Trung. Mình đang nói về Trung và bên này là các câu mà có câu hỏi đây. Các em sẽ cần đánh là yes hoặc là no. Ok, thì mình sẽ cùng ôn lại cả đoạn này nhé. Trung lives with his grandparents in Hà Nội. Có nghĩa là Trung thì sống cùng với ông bà ở Hà Nội. His address is 81 Trần Hưng Đạo Street, Hoàn Kiếm District, Hà Nội. Địa chỉ của anh ấy thì ở số 81 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. The family lives on the fourth floor of Hanoi Tower. Thì gia đình thì sống ở tầng thứ tư của tòa nhà Hà Nội. Their flat is big and modern. Căn hộ của nhà anh ấy thì rất là to, thì to và hiện đại. It has a fine view. Nó có một tầm nhìn đẹp. Trung likes the new place. Trung thì thích nơi ở mới. Because it is in the city center and near his new school. Bởi vì Trung thì thích nơi ở mới bởi vì nó thì ở trung tâm thành phố và gần trường của anh ấy. Đây là toàn bộ nghĩa của đoạn văn này. Bây giờ mình sẽ cùng sang đến phần bên này. Mình sẽ cùng trả lời các câu này nhé. Câu đầu tiên, các em nhìn vào đây, mình có là Trung lives with his parents in Hà Nội. Parents ở đây là gì nhỉ các em nhỉ? Parents ở đây là chỉ bố mẹ. Câu này có nghĩa là Trung thì sống cùng với bố mẹ ở Hà Nội. Câu này có đúng không nhỉ? Câu này là no, it's not true. Câu này không đúng rồi. Câu này Trung sống ở cùng với bố mẹ, nhưng trong phần này có ghi là Trung lives with his grandparents in Hà Nội. Tức là Trung thì đang sống cùng với ông bà Hà Nội, chứ không phải là bố mẹ. Vậy nên câu này mình sẽ nói là no. Tiếp theo, he lives in a tower. He lives in a tower. Câu này có nghĩa là gì vậy các em? Câu này có nghĩa là anh ấy thì sống ở trong một tòa nhà. Câu này có đúng không nhỉ? Yeah, câu này là yes. Đó, đúng rồi. Thì các em nhìn trên phần này nhé. The family lives on the fourth floor of Hanoi Tower. Cứ là Trung và cùng với ông bà của bạn ấy thì đang sống ở tầng thứ tư của tòa nhà Hà Nội. Tức là bạn đang sống trong một tower, một tòa nhà. Vậy nên câu số 2 này là chính xác. Tiếp theo câu số 3. His flat is far from the city center. Tức là flat thì có nghĩa là căn hộ. Còn từ far, far có nghĩa là gì các em? Far là xa. Vậy thì câu số 3 này có nghĩa là anh ấy, căn hộ của anh ấy thì ở xa trung tâm thành phố. Thì câu này nó sẽ yes or no, nó đúng hay sai nhỉ? Câu này sẽ là no, không phải rồi. Vì các em đã nhìn sang phần bên này, đoạn câu cuối cùng, đoạn hội thoại. Trung likes the new place because it is in the city center. Tức là nơi ở mới của Trung thì nó ở trong trung tâm thành phố, chứ không phải là xa trung tâm thành phố. Vậy nên câu này sẽ là câu sai, mình sẽ trả lời là no. Okay. Tiếp theo đến câu số 4. His new school is near his house, his home. Near là gần, đúng rồi. His home là nhà của anh ấy. Câu số 4 có nghĩa là anh ấy thì, trường mới của anh ấy thì ở gần nhà của anh ấy. Câu này là đúng hay sai nhỉ? Câu này là yes. Câu này thì đúng rồi. Các em đọc phần cuối này, near his new school. Đó, nhà mới của anh ấy thì ở gần trường mới của anh ấy. Nên câu số 4 sẽ là câu đúng. Yes. Tiếp theo câu số 5. Trung likes his new home. Trung thì thích nhà mới của anh ấy. Câu này sẽ là yes. Câu này là đúng. Ở đây, Trung likes the new place. Trung thì thích nơi ở mới. Vậy nên câu số 5 cũng là yes, là câu chính xác. Đây là đáp án của cả bài này. Thì không biết các em có làm đúng toàn bộ phần này không? Nếu như các em làm đúng rồi thì rất là tốt, chúc mừng các em. Còn nếu như mà các em là bạn nào chưa làm đúng thì các em có thể xem lại để mình hiểu kỹ hơn phần này. Phần nào các em chưa hiểu thì các em tua lại video để mình xem lại phần đó nhé. Ok. Bây giờ mình sẽ cùng đến với phần tiếp theo trong bài này. Đó là phần số 5. Phần này là
Write about your friend. Write about your friend. Phần này có nghĩa là các em sẽ viết về bạn của mình. Mình ở đây sẽ có các câu hỏi về bạn của mình và các em sẽ trả lời những câu hỏi này. Sau đó mình sẽ viết sang bên này. Ok, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em từng câu một để các em viết câu đấy có nghĩa là gì và với câu đấy thì mình sẽ trả lời ra sao. Ok, câu đầu tiên mình sẽ có là What's his name? Là tên của anh ấy là gì? Nếu như bạn đó là con trai thì mình sẽ dùng với từ his. What's his name? His là của anh ấy. His name là tên của anh ấy. What's his name? Tên của anh ấy là gì? Và ví dụ như tên của anh là Trung thì mình sẽ trả lời là His name is Trung. His name is Trung. His name, tên của anh ấy, is Trung. Tên của anh ấy là Trung. One more time. His name is Trung. Nếu như bạn của các em không phải là tên là Trung thì các em chỉ cần thay tên của bạn ấy vào từ Trung này là được. Ok, và đây trường hợp đấy là con trai thì mình sẽ hỏi như vậy và trả lời như thế này. Còn đến là con gái thì sao nhỉ? Con gái mình muốn hỏi tên mình sẽ hỏi là What's her name? What's her name? Tên của cô ấy là gì? One more time, what's her name? Very good. Tiếp theo mình sẽ có cả câu là Her name is Mai. Her name is Mai. Tên của cô ấy là Mai. Her name, tên của cô ấy. Her name. Her name. Her name is Mai. Very good. Tiếp theo mình sẽ có cả câu là mình sẽ có câu hỏi tiếp theo là Where is he from? Hỏi người bạn đó của mình đến từ đâu? Where is he from? Anh ấy đến từ đâu? Where is he? Sorry. Where is he from? One more time. Where is he from? Great. Và mình sẽ trả lời là He is from Đà Nẵng. Anh ấy đến từ Đà Nẵng. Nếu như bạn nó đến từ Đà Nẵng thì các em sẽ trả lời thế này nhé. He is from Đà Nẵng. Very good. Và nếu như đấy là con gái, mình sẽ hỏi là Where is she from? Cô đến từ đâu? Where is she from? One more time. Where is she from? Very good. Và mình sẽ trả lời là She is from Đà Nẵng. Với con gái thì các em nhớ nhé, mình sẽ sử dụng chủ ngữ là she. Ok? One more time. She is from Đà Nẵng. Very good. Tiếp theo mình sẽ có câu hỏi là What's his address? What's his address? Địa chỉ của anh ấy là gì? Là con trai thì các em nhớ nhé, mình sẽ dùng với từ his và sau đó sẽ là danh từ. His address là địa chỉ của anh ấy là gì? What's his address? Very good. Tiếp theo mình trả lời là His address is 81 Green Street. Địa chỉ của anh ấy là ở số 81 đường Green. His address is 81 Green Street. One more time. His address is 81 Green Street. Very good. Next one, mình sẽ có câu hỏi tiếp theo là What's her address? Là địa chỉ của cô ấy là gì? Nếu như đấy là con gái thì các em sẽ sử dụng với từ là her. What's her address? One more time, what's her address? Very good. Và mình sẽ trả lời là Her address is 81 Green Street. Her address is 81 Green Street. Very good. Và câu hỏi tiếp theo mà mình sẽ dùng để hỏi ngày hôm nay đó là câu hỏi Who does he live with? Anh ấy thì sống cùng với ai? Khi mình muốn hỏi về ai đó, mình sẽ sử dụng với từ để hỏi là Who? Who does he live with? Who does he live with? Very good. Và mình sẽ trả lời là He lives with his parents. Anh ấy thì sống cùng với bố mẹ. Bố mẹ là parents. He lives with his parents. Very good. Và với cô ấy thì mình sẽ hỏi là gì nhỉ? Cô ấy sống cùng với ai? Mình sẽ hỏi là Who does she live with? Who does she live with? Và cô trả lời là She lives with her parents. She lives with her parents. Cô ấy sống cùng với bố mẹ của cô ấy. Very good. Tiếp theo câu hỏi tiếp theo là What's his home like? Nhà của anh ấy thì như thế nào? What's his home like? Okay, good. Next one. Mình trả lời là His home is big and modern. Nhà của anh ấy thì to và hiện đại. His home is big and modern. Very good.
Tiếp theo, mình có câu hỏi tiếp theo là what's her home like? Nếu như đó là con gái thì mình sẽ dùng với từ là her. What's her home like? One more time. What's her home like? Very good. Và mình sẽ trả lời là her home is big and modern. Her home is big and modern. Nhà của cô ấy thì to và hiện đại. One more time. Her home is big and modern. Very good. Tiếp theo, mình có thể dùng với câu hỏi là does he like his hometown? Why? Why not? Does he like his hometown? Nghĩa là anh ấy có thích quê của anh ấy không? Thì nếu như mình thích thì mình sẽ hỏi là why, là tại sao lại thích. Còn nếu không thích thì mình hỏi là why not, tại sao không thích. Mình sẽ cùng ôn lại câu này nhé. Does he like his hometown? Does he like his hometown? Why? Why not? One more time. Does he like his hometown? Why? Why not? Very good. Và mình sẽ trả lời là nếu anh ấy yêu thích quê của mình thì mình trả lời là yes, he does. Yes, he does because it's pretty and modern. Bởi vì nó rất là xinh đẹp và hiện đại. Yes, he does because it's pretty and modern. One more time. Yes, he does because it's pretty and modern. Very good. Và nếu như không thì sẽ trả lời là no, he doesn't because it's busy and crowded. No, he doesn't because it's not busy and crowded. Tức là không, anh ấy không thích bởi vì là nó rất là náo nhiệt và đông đúc. No, he doesn't because it's busy and crowded. One more time. No, he doesn't because it's busy and crowded. Very good. Và nếu như là con gái thì mình sẽ dùng với từ là she. Does she like her hometown? Why? Why not? Nghĩa là cô ấy có thích quê của cô ấy không? Và tại sao? Hoặc là tại sao không? Does she like her hometown? Why? Why not? Mình sẽ trả lời là yes. Nhưng mà cô ấy thích, mình trả lời là yes, she does. Cô ấy có thích. Because it's pretty and modern. Bởi vì nó rất là xinh đẹp và hiện đại. Yes, she does. Because it's pretty and modern. Very good. Tiếp theo, nếu như không thì cô ấy sẽ trả lời là no, she doesn't because it's busy and crowded. No, she doesn't because it's busy and crowded. Không, cô ấy không thích bởi vì nó rất là náo nhiệt và đông đúc. No, she doesn't because it's busy and crowded. Very good. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em các câu hỏi và các cách trả lời các câu hỏi đó. Bây giờ các em hãy trả lời các câu hỏi này nhé. Mình hãy viết xuống giấy vở của mình các câu trả lời cho câu hỏi là what's his name hoặc là what's her name? Where is he from? Nếu là con trai và con gái là where is she from? What's his address? Địa chỉ của anh ấy là gì? His address, nếu là con trai và con gái sẽ dùng là what's her address? Nếu con gái mình hỏi là who does he live with? Anh ấy sống cùng với ai? Còn cô xin lỗi, nếu như cô là con trai thì mình sẽ hỏi là who does he live with? Anh ấy sống cùng với ai? Còn nếu là con gái mình sẽ hỏi là who does she live with? Cô ấy sống cùng với ai? Là con trai thì mình sẽ hỏi là what's his home like? Là con gái là what's her home like? Hoặc là does he like his hometown? Why? Why not? Nếu là con gái mình sẽ hỏi là does she like her hometown? Why? Why not? Ok, đó là phần số 5 của bài này. Và còn một phần nữa trong bài này, đó là bài số 6. Phần số 6 thì nó sẽ là phần project. Phần project có nghĩa là phần dự án. Trong phần này các em sẽ draw a house, nghĩa là mình sẽ vẽ một ngôi nhà. And write its address, vẽ một ngôi nhà, sau đó mình sẽ viết địa chỉ của nó. Write its address là viết địa chỉ của nó. Thì các em có thể tự vẽ một ngôi nhà, sau đó mình viết địa chỉ của nó lên trên ngôi nhà đó. Ok, phần này là phần các em tự thực hành, là phần dự án, một dự án vui để mình tự thực hành và ôn lại một chút xíu về những kiến thức mà mình đã học trong bài này. Bây giờ mình sẽ cùng tiếp đến phần tiếp theo, nó là phần số 7. Phần số 7 là color the stars. Mình sẽ tô màu các ngôi sao. Phần này là phần các em sẽ đánh giá lại xem là sau khi học xong hết bài số 1 thì mình đã hiểu bài này như thế nào. Thì các em có thể
điểm mình phải tô các sao ở đây, nó sẽ có 3 sao, gồm có 4 mục và mỗi mục này đều sẽ có 3 sao. Các em sẽ đánh từ số 1 đến số 3 tùy theo cảm nhận của mình. Bây giờ now I can, bây giờ now I can, bây giờ tôi có thể. Sau khi học xong hết unit 1, học xong hết bài 1 thì các em đã có thể ask and answer questions about addresses and hometowns. Các em đã có thể hỏi và trả lời các câu hỏi về địa chỉ và về quê quán hay chưa? Nếu như các em đã có thể hỏi và trả lời hết tất cả các câu rồi thì các em sẽ đánh 3 sao. Ok. Và câu thứ hai, cái phần thứ hai, listen to and understand tests about addresses and hometowns. Các em đã có thể nghe và hiểu hết tất cả các phần về địa chỉ nhà cũng như là về quê quán hay chưa? Nếu các em đã hiểu hết rồi thì các em sẽ đánh tích 3 sao, mình sẽ tốt 3 ngôi sao luôn nhé. Và phần tiếp theo, read and understand tests about addresses and hometowns. Vậy là các em đã có thể đọc và hiểu hết tất cả nội dung về phần các địa chỉ cũng như là về quê quán chưa? Nếu như các em đã hiểu hết rồi thì các em cũng sẽ đánh 3 sao hoặc bộ tô màu 3 sao ở đây nhé. Và phần cuối cùng, write about my friend's address and hometown. Tức là mình đã có thể viết về bạn của mình, địa chỉ nhà cũng như quê quán của bạn mình hay chưa? Nếu các em đã có thể viết và hiểu hết rồi thì các em cũng sẽ đánh 3 sao ở đây nhé. Đây là phần các em tự đánh giá lại nội dung kiến thức mà mình nhớ cũng như mình hiểu được sau khi mình học xong bài số 1. Phần này là các em tự đánh giá thôi. Nếu như bạn nào đã đánh giá được tất cả đều là 3 sao thì chúc mừng các em đã hiểu hết toàn bộ bài số 1 rồi. Còn nếu như mình chưa hiểu hết thì các em có thể xem lại bài trong sách hoặc là xem lại video của các của cô từng phần 1 để mình có thể hiểu hơn về nội dung của bài này nhé. Vừa rồi cô Hương đã hướng dẫn các em toàn bộ kiến thức trong phần thứ 2, những phần còn lại, phần 4, phần 5 và phần 6 của bài số 1, Lesson 3, Unit 1, Lesson 3. Nếu như các em đã hiểu hết rồi thì các em có thể chuyển tiếp sang video tiếp theo để mình học trong phần mới. Còn nếu như cả là như các em, có bạn nào mà chưa hiểu thì các em có thể quay lại video, mình xem lại kỹ hơn để mình hiểu từng phần một trong bài ngày hôm nay. Còn bây giờ video của cô Hương đến đây là kết thúc rồi. Để các em nhận được thông báo cho những bài tiếp theo thì các em có thể đăng ký subscribe ở phía bên dưới. Và hẹn gặp lại các em vào thứ 5 hàng tuần lúc 19 giờ trên kênh Thaki English. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Goodbye and see you next time. Bye bye.